sau cái cuộc tranh luận của Joe Biden vào ngày thứ năm vừa rồi, thì cái dư âm của nó còn khá lớn và có rất nhiều người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người ở thế hệ thứ hai, thứ ba hoặc là những người từ Việt Nam qua vẫn chưa biết Joe Biden tổng thống Mỹ là ai, như thế nào. So với cái thế hệ trước tôi, tức là cái thế hệ tiền bối của tôi, thì tất cả những tiền bối này đều biết rõ Joe Biden là ai và tại sao họ xem Joe Biden là một kẻ không ra gì. Quý vị, có lẽ là trong cái bài chuyện cuối tuần ngày hôm nay, tôi nói về cái hành trình 50 năm làm chính trị của Joe Biden để cho khán giả của chúng ta ở tại Hoa Kỳ hiểu rõ hơn, những người nào chưa hiểu về Joe Biden và kể cả những người ở bên ngoài nước Mỹ và ở Việt Nam, nhất là cái thế hệ sinh sau năm 1975, biết rõ hơn về Joe Biden. Quý vị, đó là cái bức tranh rõ nét hơn về ông tổng thống đương kim của Hoa Kỳ, kẻ được xem là một trong những làm cho nước Mỹ bị suy thoái, bị nguy hiểm và dần dần mất tư thế lãnh đạo trên thế giới. Quý vị, Joe Biden hiện nay là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ông ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Đó là những gì quý vị đã ghi nhận hiện nay. Tuy nhiên, nếu lội ngược quá khứ thì chúng ta sẽ biết được cái hành trình của Joe Biden. Thập niên 1960, lúc đó thì chiến tranh Việt Nam lên cao điểm, thời của ông Lyndon Johnson là tổng thống từ năm 1964 tới năm 1968. Thì quý vị, thời điểm này là cái thời điểm được xem là chiến tranh Việt Nam gay gắt và điểm cao của nó là năm 1972 hay là năm 1971. Thì những cuộc chiến gay gắt giữa phía Bắc và phía Nam đã xảy ra từ những cái trận gọi là mùa hè lửa đỏ cho tới Hạ Lào vân vân. Thì quý vị, đây là xảy ra trong cái thập niên 70. Và trước đó thì có những cái trận đánh gay gắt ở tại ở cái khu vực gọi là vùng 1 của Việt Nam. Và quý vị đã biết được cái cuộc chiến Việt Nam rồi. Thì quý vị, năm 1968, có thể tôi nhắc lại một chút xíu là năm 1963, sau cái chết của Kennedy, thì ở nước Mỹ, và nhân cái chết của Kennedy cộng thêm cái việc mà gọi là đảng Dân Chủ họ kích động những người da đen, thì quý vị, dẫn tới cái phong trào đấu tranh dân quyền ở tại nước Mỹ. Thời điểm đó, phong trào đấu tranh dân quyền bùng nổ rất lớn. Người lãnh đạo cho phong trào dân quyền này là mục sư người da đen Martin Luther King. Ông là được xem là một nhà lãnh đạo của phong trào dân quyền của Hoa Kỳ. Và tới ngày hôm nay thì cái nước Mỹ cũng ghi nhận cái sự đấu tranh của ông. Thì quý vị, nhà lãnh đạo và của phong trào dân quyền là Martin Luther King mong muốn rằng có một cái sự công bằng ở trong tất cả các xã hội Hoa Kỳ và dẹp bỏ cái tư tưởng gọi là phân biệt trắng đen. Mặc dù rằng nước Mỹ đã có luật lệ cấm kỳ thị, nhưng mà trên thực tế thời điểm của thập niên 60, 50, 60, 70 thì cái sự phân biệt đó vẫn còn rõ nét. Thì do đó cái cuộc đấu tranh của nhà tranh đấu dân quyền Martin Luther King đã thu hút được gần như toàn quốc. Đi tới đâu người ta cũng ủng hộ rất là mạnh mẽ. Thì quý vị, bất ngờ năm 1968 thì nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King đã bị bắn chết và khiến cho phong trào dân quyền thời điểm đó đã bị khựng lại. Thì quý vị, bởi vì cái sự lớn mạnh của phong trào dân quyền thì lúc đó những thành phần tôi cho là có cái tư tưởng thiên tả ở Âu Châu xâm nhập qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ đã bị shut down từ thập niên 50. Họ đã bị shut down từ thập niên 50 rồi quý vị. Nhưng họ lại chui vào cái phong trào dân quyền để gây dựng lại thế lực. Bất ngờ cái chết của ông Martin Luther King đã dẫn tới việc họ bị khựng lại trong cái việc mà dùng phong trào dân quyền để đồng hóa họ là những người tranh đấu cho dân quyền. Thì quý vị, thì bắt đầu từ năm 1968, thì đám này khi mà ông Martin Luther King mất, thì nó giống như là nó bị mất phương hướng. Đáng lý khúc đầu là họ đầu tư vào cái phong trào dân quyền để biến cái phong trào dân quyền thành một cái vũ khí chính trị của họ để giành quyền lực tại Hoa Kỳ. Nhưng cái chết của nhà lãnh đạo Martin Luther King đã khiến cho đám này bị gọi là tan vỡ kế hoạch. Và ngay lập tức thì quý vị, từ UC Berkeley, tức là từ trường đại học UC Berkeley, thì đám khuynh tả và thiên tả này đã đẻ ra cái phong trào khác để thay thế cho phong trào dân quyền của Hoa Kỳ. Đó là phong trào anti-war, phản chiến. Và phong trào phản chiến đã bùng nổ từ năm 1968. Có thể nói là như vậy. Bắt đầu bùng nổ từ năm 1968
và nó khiến cho toàn bộ nước Mỹ rơi vào các cái cơn biểu tình liên tục của nhóm này. Thì quý vị, Joe Biden là một trong những kẻ đầu tiên gia nhập vào phong trào phản chiến. Và nhờ cái phong trào phản chiến ông ta hoạt động suốt mấy năm cấu kết với lại John Kerry, thì ông ta đã đắc cử chức thượng nghị sĩ đầu tiên năm 1972. Lúc đó ông ta mới có 29 tuổi thôi quý vị. Tức là sau mấy năm tham gia phong trào nhân quyền thì ông ta đắc cử chức thượng nghị sĩ. Và ngay sau khi mà ông ta đắc cử chức thượng nghị sĩ dưới thời của ông Richard Nixon, thì cái điều đầu tiên hết là chính Joe Biden là một trong những kẻ đồng bảo trợ cho cái dự luật cắt bỏ 400 triệu Mỹ Kim tài trợ cho quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì quý vị, lý do nhiều khán giả vẫn chưa hiểu tại sao có sự tài trợ này từ cái Quốc hội Hoa Kỳ, nó tương tự như tình hình của Đài Loan hiện nay. Tức là ngày hôm nay quý vị thấy Đài Loan đã được cấp cái tín dụng quân sự 10 tỷ Mỹ Kim, mỗi một năm 2 tỷ Mỹ Kim, kéo dài 5 năm. Thì Quốc hội Mỹ đã thông qua. Tương tự như vậy thì cái thời điểm của chiến tranh Việt Nam, thì thời điểm đó quý vị là phải nói rằng cái cuộc đối đầu quốc cộng, tức là giữa khối tự do và khối cộng sản, và do cái sự gọi là đối đầu và cuộc chiến tranh lạnh này, nó dẫn tới Hoa Kỳ bắt đầu liên kết với tất cả các quốc gia ở nhiều khu vực khác nhau để liên kết thành đồng minh của Hoa Kỳ. Trong đó thì ở Á Châu 4 quốc gia, lúc đó còn là 4 quốc gia nha quý vị: Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa, là 4 quốc gia cùng với Philippines là 5 quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Á Châu Thái Bình Dương. 5 quốc gia này, và 5 quốc gia này trên nguyên tắc là đồng minh. Lúc đó Đài Loan chưa bị đẩy ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Đài Loan bị đẩy ra khỏi Liên Hiệp Quốc là từ năm 1971. Mãi cho tới năm 79 thì Hoa Kỳ mới chính thức cắt bỏ cái mối bang giao với Đài Loan để mà bang giao với Trung Quốc. Do đó, ở thập niên 60, tức là từ năm 68 cho tới năm 72, thì quý vị, lúc đó thì Đài Loan vẫn là một quốc gia độc lập và là đồng minh của Hoa Kỳ. Thì quý vị, do cái tình trạng đối đầu của cái khối cộng sản và khối tự do, Hoa Kỳ liên kết để mà thành lập một cái liên minh đối đầu với khối cộng sản. Do đó thì, nhưng mà lúc thời điểm đó thì nhiều quốc gia tại Âu Châu vừa chấm dứt cái cuộc đệ nhị thế chiến không bao lâu. Những quốc gia này đã bị đuối sức và họ không có đủ khả năng bảo đảm cái an ninh quốc phòng. Họ nhờ tới Hoa Kỳ. Liên minh NATO được lập ra từ ở thập niên 40, tức là sau cái đệ nhị thế chiến, thì Liên minh NATO được thành lập để bảo vệ cho an ninh quốc phòng của Âu Châu. Do đó thì các quốc gia của Âu Châu tập trung phát triển kinh tế. Hầu hết cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ để cho Hoa Kỳ và Anh Quốc đảm nhiệm. Bên cạnh đó thì tại Á Châu, Hoa Kỳ liên kết với những quốc gia Á Châu như tôi vừa nói. Vì vậy mà cái quy tắc của Hoa Kỳ là để cho các quốc gia có thể tiện khi mà lực lượng đồng minh có thể chuyển từ chỗ này qua chỗ khác mà không bị vướng trong cái vấn đề sử dụng vũ khí. Chính vì vậy mà cái quy tắc của Hoa Kỳ là lúc đó những quốc gia đồng minh không nên sản xuất vũ khí mà phải mua vũ khí của Hoa Kỳ để có chung một cái loại vũ khí. Nhất là sau cái chiến tranh của Nam Bắc Hàn, rồi tới cái chiến tranh của Việt Nam, thì đồng minh mới thấy được là cái sự lợi hại khi mà lực lượng của đồng minh, trong đó quý vị còn nhớ lực lượng binh sĩ của Nam Hàn, của Úc đã tham dự chung với lại phía của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì quý vị, để có thể thống nhất trong cái vấn đề vũ khí và không có bị bất tiện trong lúc mà đối đầu với kẻ thù ở ngoài chiến trường. Do đó cái quy tắc của Hoa Kỳ là dùng chung một loại vũ khí. Và do đó quý vị, gần như các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu là không một quốc gia nào được phép sản xuất vũ khí. Và vì vậy họ phải mua vũ khí của Hoa Kỳ, sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ là chính. Thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa không có đủ khả năng, bởi vì vừa chia đôi đất nước năm 1954 thì đã bị dính vào cuộc chiến này. Do đó phát triển kinh tế nó chưa có được tới cái mức gọi là hoàn toàn giống như bây giờ, giống như mà Đài Loan hay là Nhật Bản hay Nam Hàn bây giờ. Do đó thời điểm đó thì Quốc hội Mỹ đã duyệt xét việc hỗ trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Và cái ngân sách này được duyệt xét mỗi năm. Giống như bây giờ quý vị thấy, Hoa Kỳ hỗ trợ cho Do Thái, Hoa Kỳ hỗ trợ cho Đài Loan và kể cả Ukraine. Mà Ukraine thì không phải là đồng minh của Hoa Kỳ. Ukraine là một quốc gia đối tác thôi, không phải đồng minh. Trong khi đó, thời điểm đó thì Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh. Do đó, tại sao quý vị hỏi là chúng ta không tự lực cánh sinh
có được vũ khí mà phải nhờ vào cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ là như vậy. Tại vì thời điểm đó Hoa Kỳ muốn rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Á Châu dùng chung một loại vũ khí để tiện việc cho lực lượng đồng minh khi mà tham chiến ở bất kỳ một chiến trường nào, họ không bị vướng bận cái vấn đề gọi là sử dụng vũ khí. Do đó quý vị, từ Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa đều mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thì thời điểm đó trong các quốc gia thì Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa là yếu, Nam Hàn cũng vậy, chỉ có Nhật Bản là mạnh thôi. Do đó những quốc gia này vẫn được cấp cái tín dụng quân sự, và Việt Nam cũng được. Nhưng một năm 1972, Joe Biden là người đã bảo trợ cho cái dự luật trên Thượng viện cắt bỏ cái ngân sách quốc phòng này. Và năm 1974 thì chính thức cái ngân sách quốc phòng này đã bị cắt bỏ. Đã bị cắt bỏ bởi Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát tại Quốc hội. Tại vì Đảng Dân Chủ thời điểm đó đa số lại là thành phần phản chiến, anti-war. Thì quý vị thấy là trên sàn Thượng viện là Joe Biden, rồi sau này có John Kerry. Những đồng minh của họ rất đông ở trên sàn Thượng viện lẫn Hạ viện. Do đó, năm 1974, chính thức là Quốc hội của Mỹ đã cắt bỏ cái ngân sách 400 triệu Mỹ Kim của Việt Nam Cộng Hòa, dẫn tới cái sự gọi là sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Thì quý vị, đây là một trong những cái hành động đầu tiên mà Joe Biden đối xử với lại 20 triệu quân dân miền Nam. Chưa hết, sau cuộc chiến, tức là khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì có cả triệu người, có thể nói là cả triệu người rời khỏi Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau. Thời điểm di tản, rồi thời điểm thứ hai là thời điểm vượt biên. Thì cái thời điểm đầu tiên là thời điểm di tản, tức là những người mà kịp thời rời khỏi miền Nam Việt Nam trước khi mà Cộng sản tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Tức là từ đầu tháng 4, giữa tháng 4, nói ta là giữa tháng 4 cho tới ngày 30 tháng 4, rất nhiều những người Việt đã nhảy lên tàu và được tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa cũng có, tàu Mỹ cũng có, để di tản ra khỏi khu vực này. Di tản ra khỏi khu vực này. Thì quý vị, khi mà những người Việt và trong cái thời điểm mà di tản đó thì họ được đưa tới Guam và sau đó họ được đưa tới nội địa của nước Mỹ. Họ được đưa thẳng tới nội địa của nước Mỹ luôn. Thì lúc đó quý vị, thống đốc của California là Jerry Brown đã phản đối và không muốn cho một người Việt nào có mặt trên tiểu bang California. Và trên sàn Thượng viện, Joe Biden tuyên bố tôi sẽ không chi một penny nào cho những cái người Bold People này. Chúng ta không có trách nhiệm với họ. Đây là lời tuyên bố của Joe Biden đối với lại khối người Việt di tản thời điểm đó. Và kết quả quý vị, thì lúc đó là dưới quyền của Tổng thống Ford. Tổng thống Ford tức là người thay thế ông Nixon trước khi mà ông Jimmy Carter lên. Thì quý vị, năm 76 thì ông Jimmy Carter mới thắng cử. Thì quý vị, cái giai đoạn năm 75 thì vẫn dưới quyền của Tổng thống Ford. Tổng thống Ford đã thúc đẩy và kêu gọi, và cuối cùng ông quyết định sử dụng cái quyền hành pháp của tổng thống ở liên bang và sử dụng cái Camp Pendleton, tức là một cái trại đóng quân của Hải quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại California. Nơi đây là vùng đất của liên bang. Camp Pendleton là vùng đất của liên bang mà nằm trên tiểu bang California. Ông sử dụng cái Camp Pendleton để tạm thời cho người Việt được lúc đó đi di tản tới Mỹ ở tại đi một khoảng thời gian, trước khi mà họ được những nhà bảo trợ cho qua những tiểu bang khác. Thì Joe Biden là kẻ đã tuyên bố là ông ta không muốn chi một penny nào cho bất kỳ một người Việt tị nạn nào. Thời điểm đó, và mãi cho tới năm 1979, khi mà Liên Hiệp Quốc chính thức tháng 7 năm 1979, thì Liên Hiệp Quốc mới chính thức cho phép gọi là thành lập các trại tị nạn ở khắp Đông Nam Á. Lúc đó chỉ là những cái trại tạm thời, không phải là trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc quản trị, mà là do Hoa Kỳ bảo trợ dưới thời của ông Jimmy Carter. Và ông Jimmy Carter thì lúc đó quý vị, Hoa Kỳ phải tìm cách trả tiền cho những quốc gia tại Á Châu một giai đoạn đầu để mà họ giúp cho những người vượt biên thời điểm đó có thể đến được những cái bến bờ tự do. Mãi cho tới năm 1979, tháng 7 năm 1979, thì chính thức Liên Hiệp Quốc mới thừa nhận cái phong trào tị nạn này và mới bắt đầu chính thức lập ra tất cả những cái trại tị nạn ở khắp Đông Nam Á. Thì quý vị, Joe Biden lại là người phản đối.
Joe Biden không muốn Hoa Kỳ chi tiền cho cái cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc dành cho người Việt năm 1979. Thì quý vị, đó là những gì mà Joe Biden đối xử với khối người Việt trong thời điểm di tản và trong thời điểm vượt biên. Chưa hết, quý vị, sau khi mà Joe Biden bắt đầu, sau khi cái chiến tranh Việt Nam xa qua thập niên 80-90, thì quý vị thấy rõ ràng là đã hình thành được một cái hệ thống của người tị nạn vượt biên rồi, quý vị. Chính Joe Biden năm 1989, bắt đầu từ năm 1988 thì đúng hơn, lúc mà cái mùa bầu cử của Hoa Kỳ rộ trở lại, lúc đó là ông Reagan hết nhiệm kỳ. Ông Reagan hết nhiệm kỳ và Tổng thống Bush là người thay thế ông ra tranh cử chức Tổng thống. Thì quý vị, lúc đó mùa tranh cử lại bùng nổ. Joe Biden là người lần thứ hai kêu gọi cắt bỏ cái ngân sách tài trợ cho người tị nạn và yêu cầu đóng cửa tất cả những trại tị nạn ở khắp Đông Nam Á. Chính Joe Biden là người đã đề nghị chuyện này, cùng với lại John Kerry. Và lúc đó có thêm John McCain. Nhưng mà John McCain thì lúc đó không lên tiếng. Nhưng mà John Kerry và Joe Biden là hai người thúc đẩy đóng cửa những cái trại tị nạn dành cho người Việt ở khắp Đông Nam Á. Và Hoa Kỳ rút bỏ ngân sách. Thì quý vị, kết quả là tất cả các trại tị nạn đóng cửa. Nhiều người Việt đã tự tử ở các trại tị nạn. Có rất nhiều người đã bị trả về Việt Nam trong thời gian thanh lọc. Và có những người đã chọn tự tử để không bị trả về Việt Nam. Và kết quả thì quý vị, trại tị nạn đóng cửa. Thì để bù lại, thì phía lúc đó chính quyền của Bush, ông Bush đã bắt đầu thúc đẩy thêm cái dự án là bảo trợ cho những người HO qua Mỹ. Thời kỳ đầu là Joe Biden là người phản đối. Joe Biden là người phản đối, nhưng mà lúc đó thì Cộng sản Việt Nam đang bị cấm vận bởi Hoa Kỳ. Để đổi lại, là Hoa Kỳ xóa bỏ lệnh cấm vận năm 1992. Thì quý vị, lúc đó là ông Bush đã cho con của mình là Jeb Bush thương thảo với Cộng sản. Tại vì cái này là cái dự án của Reagan mà tôi từng nói với quý vị, cái chương trình mà Humanity Operation đó, là cái chương trình HO đó, là bắt đầu từ thời của ông Reagan. Và từ tướng Westmoreland, bà Khúc Minh Thơ vân vân. Thì quý vị, lúc đó là Joe Biden là người đã thúc đẩy việc đóng cửa trại tị nạn. Và John McCain là người thúc đẩy ông Bush tiếp tục cái dự án của ông Reagan. Và kết quả thì quý vị thấy rồi là phong trào HO qua Mỹ. Và đó là cái thập niên đầu 90. Những gì mà chúng ta chứng kiến được là Joe Biden đã liên tục phản đối những gì liên quan tới người Việt chúng ta. Từ lúc mà cắt bỏ cái ngân sách chiến tranh Việt Nam cho tới lúc mà phản đối người di tản và người tị nạn Việt Nam ở các cái trại tị nạn Đông Nam Á hoặc là ở tại đảo Guam, tức là đảo Guam ở cái thuộc địa của Hoa Kỳ đó. Rồi cho tới sau này thúc đẩy việc đóng cửa trại tị nạn trên toàn quốc. Ở trên toàn Á Châu thì đúng hơn. Cũng là Joe Biden cùng với là John Kerry. Quý vị, và một trong những kẻ đã thúc đẩy cho việc ban giao giữa Cộng sản Việt Nam và phía của Hoa Kỳ 3 năm sau đó, tức là sau năm 1992, Hoa Kỳ giải tỏa lệnh cấm vận. Với điều kiện là phía Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải để cho các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa rời khỏi Việt Nam nếu họ bị đi học tập cải tạo trên 3 năm. Gia đình của họ được rời khỏi Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ nhận những người này. Thứ hai là buộc Cộng sản Việt Nam phải trả lại những món nợ mà ngày xưa Hoa Kỳ tài trợ vũ khí cho miền Nam Việt Nam. Thì đây là những cái điều kiện mà phía Hoa Kỳ đã đặt ra. Thì quý vị, đến năm 1995, dưới thời của Bill Clinton, thì chính John Kerry, John McCain và Joe Biden đã thúc đẩy việc ban giao với Cộng sản Việt Nam. Và kết quả thì năm 1995, Bill Clinton đã chính thức ban giao với Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, đây là những câu chuyện mà tôi kể ra cho quý vị thấy cái liên hệ của Joe Biden với cộng đồng người Mỹ gốc Việt như thế nào. Ngay từ ngày đầu tiên, ông ta không muốn nhìn thấy người Việt trên nước Mỹ. Ông ta là người bỏ phiếu đóng cửa trại tị nạn ở tại Đông Nam Á. Thì quý vị, đây là Joe Biden. Đó là những gì mà chúng ta thấy được Joe Biden trong cái giai đoạn này. Và quý vị, sau này thì chúng ta lại chứng kiến được những cái câu chuyện liên quan tới Joe Biden.
Tức là khi mà Obama đắc cử tổng thống năm 2008, thì lúc đó Joe Biden được Obama chọn làm phó tổng thống. Thì quý vị, đến năm 2012, thì lúc đó là con trai của Joe Biden vừa mới hoàn tất, con trai cả, vừa mới đi gọi là deploy qua Iraq về. Bởi vì con trai cả của Joe Biden là quân nhân. Và sau đó thì anh ta vướng vào một cái căn bệnh ung thư não thì phải, ung thư. Và đến năm 2015 thì quý vị, anh ta qua đời vì bệnh ung thư. Và bắt đầu từ năm 2015 thì cái sự tham nhũng của gia đình Joe Biden đã xuất hiện. Thật sự nó đã xuất hiện trong thời ông ta làm thượng nghị sĩ rồi. Lúc ông ta làm thượng nghị sĩ, em trai của ông ta là James Biden đã sử dụng cái vị thế thượng nghị sĩ của anh mình để trục lợi với các cái việc làm ăn rồi. Nhưng mà những cái chuyện đó là những cái chuyện nó xảy ra nó không lớn lắm. Cho tới năm 2015 thì lúc đó con trai ông ta chết. Và lúc đó thì quý vị, Hunter Biden đã lợi dụng cái vai trò cha của mình để bắt đầu trục lợi với các đối tác nước ngoài. Và điển hình là công ty Burisma, công ty dầu khí và năng lượng của Ukraine. Và lúc đó thì quý vị, công ty này muốn bán tất cả dầu khí vào Hoa Kỳ. Đồng thời là họ muốn Hoa Kỳ giảm bớt tất cả những cái khó khăn đối với họ. Thì quý vị, chính ông chủ của Burisma đã thuê mướn Hunter Biden với cái giá 50.000 Mỹ Kim một tháng là thành viên hội đồng quản trị. Trong khi Hunter Biden không hề có một kinh nghiệm gì liên quan tới ngành dầu khí và ngành năng lượng, vẫn được trả mức lương này với mục tiêu là dùng ảnh hưởng của Hunter Biden với cha của ông ta trong vai trò phó tổng thống. Lúc đó, quý vị, tổng thống Poroshenko là tổng thống của Ukraine. Và ông Poroshenko đang tìm cách vay tiền của IMF với số tiền 1 tỷ Mỹ Kim. Nhưng IMF không cung cấp tiền, không có cho Ukraine vay tiền. Với lý do đất nước này tham nhũng quá nhiều. Nằm trong top 10 luôn mà quý vị. Do đó thì IMF không đồng ý. Thì Obama vì hỗ trợ cho Ukraine, tại vì năm 2014 thì Nga chiếm Crimea của Ukraine, thì Hoa Kỳ và đồng minh đã hỗ trợ cho Ukraine. Thì Obama đã giao cái project đó qua cho Joe Biden, 1 tỷ Mỹ Kim, là phía Ukraine sẽ vay được tiền của IMF dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ. Thì Joe Biden là người nắm cái project này do Obama giao. Và Joe Biden đã sử dụng cái project 1 tỷ Mỹ Kim này để uy hiếp công tố viên của Ukraine trong tháng 12 năm 2015. Là phải uy hiếp ông Poroshenko thì đúng hơn. Poroshenko là tổng thống của Ukraine thời điểm đó. Là phải sa thải công tố viên đang điều tra công ty Burisma. Thì quý vị, kết quả thì công tố viên này đã bị sa thải. Và ngay sau đó là ông Poroshenko đã ký giấy và đóng lại cái hồ sơ điều tra công ty Burisma. Trong lúc mà Hunter Biden đang làm thành viên hội đồng quản trị. Thì quý vị, đây là những cái hành động bắt đầu xuất hiện sự tham nhũng. Từ lúc mà con trai của Joe Biden, con trai cả Joe Biden chết và bắt đầu ông ta bị yếu kém tiền bạc. Thì bắt đầu từ lúc đó thì tới bây giờ quý vị đã nhìn thấy liên tục những gì đã xảy ra trong gia đình của Joe Biden. Từ việc mà cả James Biden, em trai của ông ta và Hunter Biden lập ra những công ty ma, tức là những shell company để mà bắt đầu là thu hút cái nguồn tiền mang danh là đầu tư từ ngoại quốc. Nhưng mà trên quy tắc là sử dụng tiền đó mua ảnh hưởng lúc mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống. Trong đó bao gồm luôn bà và người tình của thị trưởng thành phố Moscow, gồm có một nhà tài phiệt của Kazakhstan, gồm có một nhà tài phiệt của Armenia và kể cả các đối tác từ Trung Quốc. Thì quý vị, kết quả những kẻ này đã bắt đầu, kẻ thì cho tiền, kẻ thì đầu tư vào công ty ma của Hunter Biden. Trong đó thì bà người tình của thị trưởng thành phố Moscow thời điểm đó đã tặng cho Hunter Biden 3 triệu Mỹ Kim để lập một cái museum ở tại tiểu bang Louisiana, ngay tại New Orleans. Nhà tài phiệt Kazakhstan tặng cho Hunter Biden 160 mấy ngàn Mỹ Kim để mua một chiếc Porsche. Và một tài phiệt của Armenia đã mở công ty chung với lại Hunter Biden. Kết quả ba người này đều bị đưa ra khỏi danh sách đen. Đều được đưa ra khỏi danh sách đen. Trước đó ba người này nằm trong danh sách đen của Obama. Và bởi vì ba người này có qua mối quan hệ với lại Putin. Mà lúc đó thì Obama đang áp dụng chính sách cấm vận đối với Nga trong cuộc chiến ở Crimea.
3 tháng sau đó, những người này bị lấy ra khỏi danh sách đen. Được lấy ra khỏi danh sách đen thì đúng hơn. Sau khi họ đóng góp cho Hunter Biden. Và quý vị, những gì xảy ra sau đó là đối tác Trung Quốc. Đối tác Trung Quốc là sau khi Joe Biden rời khỏi ghế phó tổng thống, là bắt đầu có sự hợp tác của Hunter Biden. Trong cái vị thế ông thân phụ của mình là cựu phó tổng thống, Hunter Biden đã sử dụng cái vị thế này để bắt đầu thiết lập các mối làm ăn với lại các công ty của Trung Quốc và các nhân vật có ảnh hưởng trong cái chính quyền của Cộng sản Trung Quốc. Trong đó là công ty Bohai, là một trong những công ty đã chi ra 5 triệu Mỹ Kim để bỏ tiền vào trong cái công ty hùng hạp với Hunter Biden. Thì quý vị, đây là những gì mà chúng ta thấy được Joe Biden với cộng đồng người Việt và những cái tham nhũng trong gia đình của Joe Biden như thế nào. Thì có nhiều người bên ngoài chưa hiểu được. Những người Việt ở bên Mỹ chưa hiểu được. Và đó là lý do tại sao có một số kẻ vẫn bỏ phiếu cho Joe Biden. Họ không thấy được cái sự gọi là cái sự tệ hại của Joe Biden đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Từ lúc mà cắt bỏ cái ngân sách chiến tranh Việt Nam cho tới lúc mà phản đối ngân sách tài trợ cho những người di tản của Việt Nam không được phép bước chân vào nước Mỹ, cho tới việc đóng cửa trại tị nạn ở đầu thập niên 90, và cuối cùng là kẻ đã thúc đẩy chung với John Kerry để mà gọi là cái gì quý vị, kết nối bàn giao với Cộng sản. Và chính năm 2004, lúc đó Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam, đưa lên sàn Thượng viện. Nếu được thông qua thời điểm đó thì coi như là Cộng sản Việt Nam đã bị chế tài rồi. Đáng tiếc khi lên sàn Thượng viện, hai kẻ đã block không cho nó lọt vào trong sàn Thượng viện là John Kerry và Joe Biden. John Kerry và Joe Biden đã block cái dự luật nhân quyền đã được thông qua dưới sàn Hạ viện 400 phiếu. Cả sàn Hạ viện 435 phiếu, 400 phiếu đã thông qua. Nhưng mà đã bị block bởi John Kerry và Joe Biden trên sàn Thượng viện. Thì quý vị, đây là những gì mà chúng ta chứng kiến được. Cái cách đối xử của Joe Biden với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà ngày hôm nay, tôi vẫn thấy có những kẻ bỏ phiếu cho Joe Biden. Có lẽ là họ không nhìn thấy được cái sự tàn ác của Joe Biden với cộng đồng người Việt. Họ không nhìn thấy được cái sự gọi là thành kiến của Joe Biden với cộng đồng người Việt. Và họ không nhìn thấy được cái việc mà bức hại Việt Nam Cộng Hòa của Joe Biden.